Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ quay clip để hướng dẫn mọi người chơi bài hát Ngưng Làm Bạn, hay là nó còn có một cái tên khác, nhưng mà nói như là người ta sửa lại kiểu bài trước. Lúc đầu mình nghe thì tên nó là Khi Em Là Em hoặc Khi Tôi Là Tôi gì đấy, nhưng mà sau thì nó lại thành bài này. Mình không hiểu người ta sửa như thế nào nữa. Nhưng mà hôm nay nói chung là chúng ta sẽ cùng nhau tập chơi cái bài đấy nhá. Bài này thì hợp âm cũng không có gì là phức tạp lắm, thì nó chỉ có 5 âm thôi mà cứ vòng đi vòng lại cho nên là rất là dễ nhớ. Chúng ta cùng vào với phần tay trái trước nhá. Đầu tiên là hợp âm đô trưởng, hợp âm này thì quá là quen thuộc rồi, ký hiệu là C. Các bạn dùng ngón thứ 3, 1, 2, 3 ấn ở dây 1, ngăn 3, ngăn 1 này, ngăn 2 này, ngăn 3 này, ngón số 3. Đô trưởng. Tiếp theo là si thứ này thì các bạn sẽ phải dành thời gian để tập ấn một chút đấy, vì nó cũng mới tập thì cũng tương đối là khó. Dùng ngón 1 này, chặn hết vào ngăn 2, chặn hết luôn. Sau đó dùng ngón số 3 ấn vào dây 4, ngăn 4. Si thứ, Bm. Tiếp theo là la thứ thì lại dễ rồi, dùng ngón số 2 ấn vào dây 1, 2, 3, 4 của ngăn 2, dùng ngón số 2. Tiếp theo là re trưởng, ký hiệu là D, dùng 3 ngón 1, 2, 3 ấn vào dây 4, dây 3 và dây 2 của ngăn 2, xếp lần lượt trong ngón tay vào như thế này. Cuối cùng là son trưởng, ký hiệu là G, đây cũng là hợp âm tương đối là quen thuộc rồi. Ngón 1, dây 3 ngăn 2, ngón 2, dây 1 ngăn 2 và ngón số 3, dây 2 ngăn 3. Rồi, đây là 5 hợp âm của bài này, mình nhắc lại này: đô trưởng, si thứ, la thứ, re trưởng và son trưởng. Bài này thì vòng hợp âm của nó là như sau. Đô trưởng các bạn sẽ đánh 2 vòng này, sau đó là tiếp tục si thứ 2 vòng, sau đó là la thứ 1 vòng, re trưởng 1 vòng và son trưởng 1 vòng. Đấy, cứ như thế vòng đi lặp lại là hết cái bài này nhé. Rồi, còn cái vòng mà mình vừa nhắc đến là cái gì thì chúng ta sẽ chuyển sang phần tay phải. Đối với bài này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn hai điệu, cũng quen thuộc thôi, không có vấn đề gì cả. Điệu thứ nhất: xuống, xuống, lên, lên, xuống, lên. Đơn giản đúng không? Rất là quen thuộc đúng không? Xuống, xuống, lên, lên, xuống, lên. Cái này gọi là một vòng. Hết một vòng bình thường thì các bạn chuyển hợp âm, nhưng đối với bài này mình như mình nói ban nãy thì có những đoạn hợp âm như là đô trưởng và si thứ thì hai vòng chuyển hợp âm, nghĩa nó sẽ như sau. Mình sẽ giữ đô trưởng này, đánh xuống, xuống, lên, lên, xuống, lên một vòng nữa, rồi sau đó mới chuyển sang si, xuống, xuống, lên, lên, xuống, lên, chuyển, xuống, lên, lên, xuống, lên, chuyển, xuống, lên, xuống, lên, chuyển, xuống, lên. Rồi, đầu tiên khi các bạn tập tay phải bao giờ các bạn cũng nên bịt cái đàn này lại cho đỡ không ổn. Sau đó nhá, các bạn tập này: xuống, xuống, lên, lên, xuống, lên. Đây là một vòng, các bạn cứ nhẩm đi nhẩm lại như vậy: xuống, xuống, lên, lên, xuống, lên, xuống, xuống, lên, lên, xuống, lên, xuống. Tập thật nhiều nhá, tập 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, thậm chí nhiều điệu khó. Bạn nào mà khi tập không tập trung lắm ý, thì có thể là 1 tuần luôn, nhưng mà không vấn đề gì hết. Có người tập nhanh, có người tập chậm nhá, các bạn cứ thật chăm chỉ vào. Đối với điệu này nhá, thì cái ngắc nhú nhất của nó mình thấy các bạn hay gặp phải là cái lên thứ hai: xuống, xuống, lên, lên. Đấy, cái lên này vừa rồi là rất nhiều bạn ngắc ngứ hay bị là xuống, xuống, lên, xong rồi mồm không đọc nữa thì tay cũng không đánh nữa, thế là khi mà mồm đọc lên thì tay lại đánh xuống, thế là bị sai rồi đúng không? Tập trung vào cái lên này hơn một chút nhá. Xuống, xuống, lên, lên, xuống, lên, xuống, xuống, lên, lên. Đấy, cứ như thế tập trung vào cái lên này hơn nhá, tập thật nhiều và khi nào quen tay thì ok. Rồi, đoạn đầu mình sẽ ghép thử một đoạn như sau. Sau đó chuyển đến phần lời này. Đoạn
G này, đoạn son trở này các bạn cứ là đoạn kết thúc của từng đoạn một cho nên các bạn cứ đánh tiếp cho đến khi nào mà chúng ta vào hát đoạn tiếp theo. Chứ còn không quan tâm nó là mấy vòng nhá. Friend đấy, ví dụ cứ giữ như này. Thì nhịp cũng tương tự như là cái cách vừa rồi thôi, nhưng mà chẳng qua là nó sẽ vui hơn một chút vì nó có chặn. Và chúng ta sẽ áp dụng cho đoạn điệp khúc tiếp theo. Thì ban nãy chúng ta đã đánh là xuống xuống lên xuống lên đúng không? Bây giờ sẽ đánh là xuống chặn lên chặn lên. Nghĩa chúng ta sẽ thay hai cái xuống thành hai cái chặn thôi, không có gì hết. Tiếp tục lại đọc như thế. Xuống chặn lên chặn lên xuống. Xuống rồi nhá. Tương tự hợp âm vẫn thế. Hai lần đô xuống chặn lên chặn lên một lần nữa. Lên chặn lên. Bây giờ chuyển sang si. Thêm một lần si nữa. Rồi, la thứ một lần thôi. Rê trưởng một lần. Son kết thúc. Rồi ghép thử đoạn đấy nhá. Đoạn kết thúc nguyên thủ của mình là thế là vui nhộn và phù hợp nhất. Và hợp âm thì chỉ có thế. Các bạn có thể học thuộc hợp âm hoặc là nhìn vào hợp âm mình dẫn ở phía dưới nhá. Hoặc là vào hợp âm chuẩn, một trang hợp âm ở đấy mình nghĩ là đều có hợp âm cả. Được chưa? Bài này hoàn toàn không khó nhá. Bình thường thì clip sẽ kết thúc ở đây, nhưng mà hôm nay thì sẽ có thêm một phút dành cho quảng cáo là mình mới lập một cái page, link của nó là facebook.com gạch chéo tên của mình Phương Nguyên, Phương Nguyễn thì tùy các bạn gọi, ukulele viết liền với nhau Phương Nguyễn ukulele. Thì các bạn có thể vào đấy để chúng ta cùng trao đổi những cái mà thắc mắc, những cái khó khăn khi mà tập ukulele, hoặc là các bạn mà có muốn cần kíp một cái bài gì đấy, tại vì quay clip này mà chỉnh sửa thì rất là mất thời gian ấy. Các bạn comment vào YouTube thì mình cũng khó lòng để theo dõi và trả lời hết được. Cho nên các bạn có thể vào đấy cần bài gì hay khó khăn gì thì inbox hỏi mình hoặc là comment gì đấy nhá, tùy các bạn. Hy vọng là chúng ta sẽ cùng nhau tập càng ngày càng tốt lên nhá. Rồi chào các bạn, chúc bạn tập tốt.